Tiếp theo mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyện trong ngày. Thưa quý vị, sau nhiều lần trễ hẹn về đích, đoạn trên cao từ Nhổn đến ga S8 dài 8,5 km thuộc tuyến đường sắt đô thị số 3 Nhổn ga Hà Nội đã chính thức vận hành thương mại phục vụ hành khách. Chỉ sau một tuần khai thác, đoạn trên cao tuyến đường sắt đô thị Nhổn ga Hà Nội đã phá vỡ kỷ lục vận chuyển của tuyến Cát Linh Hà Đông khi phục vụ hơn 390.000 lượt khách. Sau đây, xin mời quý vị khán giả sẽ cùng trải nghiệm tuyến đường sắt đô thị này cùng với phóng viên PTC. Tuyến đường sắt trên cao đoạn metro Nhổn ga Hà Nội cũng đã được đưa vào vận hành đón khách. Đây là một tin vui đối với người dân thủ đô khi mà chúng ta đã phải chờ đợi đến 15 năm để có thể trải nghiệm được một mô hình giao thông công cộng thông minh này. Và không để quý vị đợi lâu nữa, ngay bây giờ đây hãy cùng tôi trải nghiệm chuyến tàu đặc biệt này nhé. Đối với việc mua vé thì chúng ta sẽ có hai hình thức. Đầu tiên là mua trực tiếp tại quầy như thế này. Và thứ hai là chúng ta sẽ mua vé ở máy bán vé tự động. Người dùng thì có thể tự thao tác để có thể lựa chọn loại vé phù hợp. Trên tay tôi thì đang là chiếc vé token hay còn gọi là vé lượt và vé chặng. Chúng ta sẽ phải sử dụng chiếc vé này mới có thể di chuyển qua cửa kiểm soát để lên trên đợi tàu. Với thiết kế vô cùng nhỏ gọn và xinh xắn như một đồng xu như thế này. Và đặc biệt là chiếc vé này cũng rất Hà Nội khi mà được khắc hình Khuê Văn Cát. Nhiều người dân đến đây trải nghiệm cũng rất thích thú với chiếc vé token này. Điểm đặc biệt ở đây là một hình tròn có hình Khôi Văn Cát, nó rất là đặc biệt và gọn nhẹ, có thể mang đi theo dễ dàng. Biểu tượng này nó có cái ấn tượng sâu đối với mọi người, ai ở Hà Nội đi hoặc là ở nơi khác về Hà Nội và thấy được cái biểu tượng của Hà Nội thì cảm thấy như là mình đã về nhà. Với quãng đường từ ga Nhổn đối diện Đại học Công nghiệp đến ga Cầu Giấy, nếu di chuyển bằng phương tiện cá nhân thì tôi sẽ phải mất khoảng 30 phút. Vào những giờ cao điểm thì khoảng thời gian này có thể chênh lên đến 45 phút. Tuy nhiên thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trải nghiệm với tuyến tàu trên cao này để xem nó có thể giúp tôi tiết kiệm được bao nhiêu khoảng thời gian di chuyển nhé. Và bây giờ thì tàu đã bắt đầu di chuyển rồi ạ. Bên trong các toa tàu, những trang thiết bị rất giống với tuyến Cát Linh Hà Đông với tay cầm và những biển chỉ dẫn. Bên cạnh đó, toa tàu còn được trang bị màn hình LED, hiển thị lộ trình và thông tin ga tiếp theo. Các biển chỉ dẫn đều được thể hiện tương đối rõ ràng, dễ hiểu và thuận tiện cho hành khách. Khá là nhanh, di chuyển từ ga này đến sang ga khác mà không mất quá nhiều thời gian như ở dưới là tắc đường, tiết kiệm được cơ số. Giờ là 9 giờ 30 phút. Như vậy là tôi chỉ mất 1/2 khoảng thời gian để có thể di chuyển được một đoạn tuyến là 8,5 km. Có thể thấy là việc di chuyển bằng tuyến tàu trên cao đã mang lại rất nhiều lợi ích. Chúng ta có thể không phải chịu được cảnh thời tiết nắng nóng và đặc biệt là cảnh tắc đường giữa thủ đô. Chuyến tàu rất là đẹp, sạch sẽ, đẹp đẽ và thấy Hà Nội mình nó khang trang, đẹp, vui sướng, đáng sống. Dấu mốc vận hành đoạn trên cao của tuyến đường sắt đô thị metro Nhổn ga Hà Nội đã kết thúc chuỗi ngày đơn độc của tàu điện Cát Linh Hà Đông. Sự bổ trợ giữa hai tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ làm tăng khả năng và thói quen sử dụng phương tiện công cộng của người dân thủ đô. Với càng nhiều tuyến đường sắt đô thị được vận hành và kết nối thì hiệu quả của đường sắt đô thị sẽ ngày càng được tăng cường. Sau gần 3 năm đưa vào vận hành khai thác, tuyến đường sắt đô thị đầu tiên của Hà Nội cũng như của cả nước Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển và phục vụ gần 27 triệu lượt hành khách. Từ những nghi ngại lúc ban đầu thì đến nay, đông đảo người dân đã lựa chọn di chuyển bằng phương tiện này bởi sự nhanh chóng, an toàn, bảo đảm tiêu chí xanh, sạch, đẹp. Gần một năm nay, anh Thuận đã trở thành khách ruột của tàu điện Cát Linh Hà Đông. Anh cũng đã sắm cho mình một chiếc xe đạp gấp để thuận tiện mang lên tàu như thế này. Nhờ việc di chuyển bằng tàu trên cao, anh Thuận đã không phải trải qua cảm giác ngột ngạt mỗi sáng vì tắc đường như trước kia. So với cả phương tiện cá nhân là rất là có lợi. Thứ nhất là về chi phí thì rẻ hơn, mà đi lại thì đỡ bị tắc đường, đỡ bị ức chế, trời mưa, trời gió. Đấy, thì đấy là một trong những cái mà thuận lợi mà nghĩ rằng là nếu như mai này mà cả Hà Nội mà làm cái tuyến mà tàu sắt trên cao thì cái thu hút người dùng rất là nhiều. Luôn đúng giờ, tránh được tắc đường, văn minh, hiện đại là những lý do mà nhiều người dân lựa chọn di chuyển bằng tàu điện Cát Linh Hà Đông. Vào những giờ cao điểm, các khoang tàu luôn chật kín người. Để tăng khả năng phục vụ vận chuyển, vào các khung giờ từ 7 giờ đến 8 giờ 30 phút sáng và từ 16 giờ 30 phút đến 18 giờ tối, các chuyến tàu đều được tăng tần suất. Thay vì 10 phút mỗi chuyến, đã đổi thành 6 phút mỗi chuyến. Thứ nhất là nó không bị ách tắc giao thông. Thứ hai nữa là rất là nhanh. Người dân thì phải nói là đi trên cái tuyến cái đường sắt trên cao này thì quá tiện lợi luôn. Có những lúc tôi phải đứng mất 20 phút để đợi qua một cái đèn đỏ. Nhưng mà nhờ có tuyến Cát Linh này thì tôi thấy là cái việc đi làm nó trở nên rất là dễ dàng. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt Hà Nội, sau gần 3 năm đi vào hoạt động, tàu điện Cát Linh Hà Đông đã vận chuyển 27 triệu lượt hành khách. Trung bình mỗi ngày có trên 35.000 hành khách sử dụng tàu điện là phương tiện đi lại. Trong đó 47% là những người đi làm, 45% là những người đi học và 8% đi lại với các mục đích khác. Đáng chú ý, hành khách di chuyển bằng vé tháng trong giờ cao điểm chiếm hơn 85%. Qua thực tế vận hành thì đã chứng minh được cái tính ưu việt của đường sắt đô thị và thu hút được đông đảo hành khách đi lại trên hành lang tuyến, góp phần giảm thiểu cái ùn tắc, ô nhiễm môi trường trên hành lang tuyến. Hà Nội hiện đã đưa vào vận hành thương mại 2 tuyến đường sắt đô thị bao gồm Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao Metro Nhổn ga Hà Nội. Sự bổ trợ giữa 2 tuyến đường sắt này được kỳ vọng sẽ làm giảm áp lực phương tiện ùn tắc ở một số khu vực. Theo quy hoạch Thủ đô thời kỳ 2021 đến 2025, tầm nhìn đến năm 2050, Hà Nội sẽ có thêm 14 tuyến đường sắt đô thị, tăng 4 chuyến so với quy hoạch cũ. TOD Transit Oriented Development là mô hình phát triển đô thị lấy định hướng phát triển giao thông công cộng làm cơ sở quy hoạch phát triển đô thị. Hà Nội hiện đang phát triển mất cân đối giữa đô thị và kết cấu hạ tầng giao thông vận tải, khiến ùn tắc giao thông ngày càng phức tạp, ô nhiễm môi trường gia tăng, lãng phí nguồn lực của xã hội. Theo các chuyên gia, với Hà Nội, mô hình TOD được định hướng lấy đường sắt đô thị làm căn cứ để lập quy hoạch, qua đó sẽ giúp nâng cao hiệu quả sử dụng đất, công trình công cộng, sức khỏe cộng đồng, giảm phương tiện cá nhân, giảm phát thải. Tuy nhiên, phát triển theo mô hình TOD vẫn còn rất nhiều điều phải bàn và cũng là thách thức đối với thủ đô Hà Nội. Sau 12 năm, Hà Nội mới chỉ có duy nhất tuyến Cát Linh Hà Đông với chiều dài 13,5 km được đưa vào vận hành khai thác. Sau 14 năm, Hà Nội có thêm đoạn tuyến trên cao của Nhổn ga Hà Nội với 8,5 km. Theo quy hoạch chung xây dựng thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, được Thủ tướng phê duyệt năm 2011, Hà Nội có 10 tuyến đường sắt đô thị, tổng chiều dài 410 km, nghĩa là con số hiện thực chỉ đạt trên 5% so với quy hoạch. Chúng tôi cho rằng để mà thúc đẩy nhanh hơn tiến độ của các cái dự án trong tương lai thì công tác giải phóng bằng cần phải đi trước một bước. Thậm chí chúng tôi cũng đang đề xuất những cái cơ chế đặc thù cho phép triển khai công tác giải phóng bằng trước, kể cả khi mà dự án chưa được phê duyệt. Thực tế cho thấy, việc triển khai dự án giao thông đô thị tại nước ta còn khó khăn, vẫn phải phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn vay từ nước ngoài, không chủ động được nguồn lực công nghệ nếu áp dụng được TOD. Có cơ chế hài hòa lợi ích các bên, liên quan tâm thế chủ động hơn, khơi thông nguồn lực nội sinh của nền kinh tế phát triển giao thông đô thị. Mô hình TOD là xu hướng và cũng là mục tiêu mà các thành phố lớn đang hướng đến. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng cần nghiên cứu kỹ, đảm bảo sự phù hợp. Ban đường sắt đô thị ngoài cái việc là xây dựng đường sắt ra, bây giờ còn phải kiêm luôn cái việc là thu hồi đất, xong rồi lại bán cái đất đó đi thu tiền lại như thế nào. Thì rất nhiều cái việc liên quan mà không hề đơn giản. Không phải tất mọi nơi trên cái mạng lưới đường sắt đô thị đó chúng ta đều là xây dựng những đô thị theo mô hình TOD cả, mà phải có sự lựa chọn, chứ không thì là chúng ta sẽ phá vỡ hoàn toàn cái cấu trúc đô thị. Mô hình TOD cũng khá mới ở Trung Quốc, cá biệt với một số thành phố chứ không phải toàn quốc, vậy nên vẫn phải dựa trên chính sách của địa phương. kết hợp dùng vốn xã hội hóa, tận dụng năng lực của doanh nghiệp lớn để giảm áp lực cho nhà nước và ngân sách địa phương. Đầu tư ngoài tuyến đường, còn hệ thống phụ trợ xung quanh để hỗ trợ khả năng thu hồi vốn. Trong kế hoạch phát triển đường sắt đô thị, thủ đô Hà Nội đã xác định về mô hình TOD bởi muốn nâng cấp đô thị dựa vào hệ thống giao thông công cộng, cần đổi mới quy trình, chuyển dịch đất đai và thực hiện tốt cơ chế chia sẻ lợi ích để nhận được sự đồng thuận của người dân. Khi đó, các dự án giao thông đô thị sẽ triển khai nhanh và hiệu quả hơn, và để triển khai, cần có cơ chế để thực hiện. Lợi ích từ hệ thống giao thông đường sắt đô thị không phải là chỉ từ cái việc là chúng ta vận hành hệ thống thu bán vé, mà nó sẽ đi theo những cái lợi ích gia tăng bổ sung. Và cái hình thức phát triển TOD tức là khai thác những cái hoạt động thương mại, rồi nhà ở thương mại ở cái khu vực mà là những cái điểm đầu mối tập trung các cái ga đường sắt. Đấy là một cái nhu cầu tất yếu, và từ những cái hoạt động đấy thì chúng ta sẽ thu được những lợi ích lớn hơn. Thực tế cũng cho thấy, dù có nhiều ưu điểm, nhưng việc phát triển TOD tại Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng vẫn còn những rào cản nhất định. Chẳng hạn, việc chậm triển khai, đội vốn các dự án đường sắt đô thị thời gian qua đã báo hiệu những vấn đề liên quan còn nhiều bất cập cả về nguồn lực và vốn đầu tư. Nếu không được giải quyết những vấn đề nhãn tiền này, sẽ làm giảm đáng kể hiệu quả khai thác và tính ưu việt của loại hình giao thông công cộng khối lượng lớn. Theo nghị quyết số 15 của Bộ Chính trị về phương hướng nhiệm vụ phát triển thủ đô, Hà Nội đã xây dựng đề án phát triển đường sắt đô thị đến năm 2045. Theo đó, với đề xuất một kế hoạch 3 phân kỳ, đầu tư cùng hàng loạt chính sách để phân cấp, phân quyền, triển khai một cách cụ thể, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2035 hoàn thành 10 tuyến, năm 2045 hoàn thành thêm 4 tuyến để vận hành 14 tuyến với tổng chiều dài 550 km. Theo con số tính sơ bộ, Hà Nội sẽ phải chuẩn bị nguồn lực tài chính với khoảng 15 tỷ đô la Mỹ trước năm 2030 và tới 23 tỷ đô la Mỹ trước năm 2035 thì mới có thể chạm gần tới mục tiêu mà Bộ Chính trị yêu cầu. Theo kế hoạch, Hà Nội phấn đấu đến năm 2035 hoàn thành đầu tư xây dựng, vận hành 10 tuyến đường sắt đô thị với tổng chiều dài khoảng 410 km. Tổng nhu cầu vốn đến năm 2035 sẽ cần khoảng 37,2 tỷ đô la Mỹ. Qua rà soát các nguồn vốn đầu tư công, tổng hợp khả năng cân đối của các nguồn vốn có thể huy động khác của thành phố đến năm 2035 là khoảng 28,56 tỷ đô la Mỹ. Như vậy, đến năm 2035, thành phố cần trung ương hỗ trợ khoảng 8,6 tỷ đô la Mỹ. Do vậy, cần tháo gỡ về cơ chế để huy động được nguồn lực tài chính nhằm triển khai các tuyến metro tại thủ đô Hà Nội. Từ nay đến 2035, Hà Nội sẽ phải dành ra một cái khoản kinh phí khoảng độ 1 triệu tỷ đồng để đầu tư cho cái hệ thống đường sắt đô thị. Quan trọng là chúng ta cần phải phân khai và phân bổ cái phân kỳ đầu tư làm sao để chúng ta có thể bố trí được nguồn lực phù hợp để xây dựng một cái khoa học cái hệ thống giao thông công cộng. Ngày 28 tháng 6 vừa qua, Quốc hội đã thông qua Luật Thủ đô sửa đổi. Theo đó, việc đầu tư phát triển đường sắt đô thị tại thành phố được ưu tiên áp dụng mô hình TOD, bảo đảm hiện đại, đồng bộ, bền vững và được áp dụng các quy định như Hội đồng Nhân dân thành phố sẽ quyết định chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị theo mô hình TOD, theo phân kỳ đầu tư trong từng giai đoạn. Hay Ủy ban Nhân dân thành phố được quyết định đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị theo mô hình TOD. Đây là những cơ sở để huy động được nguồn lực phục vụ phát triển hệ thống đường sắt đô thị, hệ thống giao thông công cộng, hạ tầng kỹ thuật, kết nối với hệ thống vận tải hành khách công cộng. Do vậy, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục các giải pháp đột phá về tài chính để phát triển hệ thống đường sắt đô thị. Từ ngày 28 tháng 6 năm 2024, Quốc hội thông qua ban hành Luật Thủ đô, thì theo đó thành phố sẽ triển khai 92 nhiệm vụ, trong đó có khoảng cỡ 6 nghị định của chính phủ và rất nhiều các cái nghị quyết hội đồng dân thành phố tương đương các nghị định chính phủ để triển khai, và đặc biệt là sẽ tập trung vào để tìm các cơ chế PPP rồi các cái nguồn lực TOD để hỗ trợ linh hoạt cho cái hệ thống đầu tư đường sắt đô thị mà nó hút nguồn lực là phải gần 1,5 triệu tỷ trong suốt một thời kỳ. Để làm được việc này, việc phát triển đường sắt đô thị thành phố Hà Nội còn nhiều thách thức. Để có thể tiệm cận được với mục tiêu đã được Bộ Chính trị định hướng tại kết luận số 49 ngày 28 tháng 2 năm 2023, trong đó yêu cầu hoàn chỉnh mạng lưới đường sắt đô thị tại thành phố Hà Nội có tính kết nối vùng thủ đô vào năm 2035. Cần phải có những giải pháp để khắc phục các nguyên nhân, chủ yếu ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển đường sắt đô thị như công tác giải phóng mặt bằng, việc bố trí nguồn lực đầu tư, hệ thống quy chuẩn, tiêu chuẩn chưa được đồng bộ hay công nghệ thi công phụ thuộc vào nước ngoài. Theo Bộ Giao thông Vận tải, những khó khăn này sẽ được các cơ quan trung ương cùng chung tay tháo gỡ. Về đường sắt ấy, thì như tôi cũng báo cáo đấy, để mà triển khai được hoàn thiện được đường sắt đô thị thì phải có một sự nỗ lực cố gắng rất lớn của thành phố Hà Nội. Thì chúng tôi về phía Bộ Giao thông thì chúng tôi cũng sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng chí, nhưng ở đây rõ ràng là vấn đề liên quan đến cái huy động nguồn lực, tập trung nguồn lực đối với thành phố Hà Nội cũng là một vấn đề rất quan trọng, vì chúng ta cần phải 15 tỷ đô trước 2030 và tiếp theo là 23 tỷ đô trước năm 2035. Đây là những cái nguồn ngân sách rất lớn. Dù Hà Nội đã vận hành được tuyến đường sắt đô thị 2A, đoạn Cát Linh Hà Đông và đoạn trên cao của tuyến Nhổn ga Hà Nội, nhưng vẫn còn đó những bài học kinh nghiệm về trễ hẹn, đội vốn. Bởi chỉ riêng một tuyến, Hà Nội đã phải dành ra hơn 10 năm, thì 20 năm nữa, tức là đến năm 2045, Hà Nội liệu có thể hoàn thành được 14 tuyến đường sắt đô thị với chiều dài khoảng 410 km. Luật Thủ đô sửa đổi được Quốc hội thông qua được kỳ vọng là cơ sở để gỡ những điểm nghẽn về pháp lý, có cơ chế đặc thù, vượt trội để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, và trong đó có phát triển trục giao thông xương sống bằng đường sắt. Và đến đây chúng tôi cũng xin được kết thúc chuyện trong ngày. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.